Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần lý thuyết của bài số 1, chương 1, bộ sách Chân trời sáng tạo, toán 9 tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần bài tập. Các em quan sát bài đầu tiên, bài số 1. Giải các phương trình sau. Như vậy thì ở đây ta nhìn thấy nè, tất cả những cái bài của chúng ta ABCD đều là phương trình tích. Vậy thì phương trình tích thì các em sẽ giải theo đó là A nhân B mà bằng 0 á. Thì các em sẽ giải cái phương trình A. Đấy, thì các em sẽ giải gì các em? Giải A bằng 0. Mình lấy cái thứ nhất, mình cho bằng 0 thôi. Và mình giải như một bài tìm x bình thường. Sau đó mình tiếp tục lấy cái thứ hai và mình giải cho bằng 0. Đấy, tức là ta lấy B, ta cho bằng 0. Ok ha. Rồi, câu A thì ghi đề bài 5x nhân cho 2x trừ 3 bằng 0. Thế thì mình sẽ lấy cái này nè. Như vậy ta sẽ có được gì? 5x bằng 0. Hoặc cái thứ hai bằng 0 đó là gì? 2x trừ 3 bằng 0. Rồi, vậy thì bây giờ ta sẽ giải. Giải 5x bằng 0 thì chúng ta sẽ có x sẽ bằng gì các em? Ở đây nhân rồi, qua đây sẽ là chia. Như vậy sẽ là 0 chia 5 và nó cũng bằng 0. Các em lưu ý nha, nhiều em nói là ngay ở chỗ này ta thấy là dương 5 ta chuyển vế. Không phải nha các em, chỗ này là phép nhân. Mà bên trái là phép nhân thì qua bên phải là phép chia. Lưu ý ha. Rồi, tiếp tục thì giải tiếp cái 2x trừ 3 bằng 0. Rồi, thầy giữ 2x bên trái, thầy chuyển cái trừ 3 qua bên phải, tức là dương 3. Và x của chúng ta tương tự, ở bên này là 2 nhân x thì qua đây sẽ là chia. Như vậy sẽ là 3 chia 2, tức là 3 phần 2. Rồi, ở đây thì giải các phương trình thì chúng ta kết luận. Vậy nghiệm của phương trình, các em không kết luận tìm x ha, các em không kết luận x. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 0 và x bằng 3 phần 2. Đấy, được không các em? Thì ở đây thì thầy chia ra hai cái dấu chấm để thầy giải cho nó dễ, cho các em dễ hình dung được. Câu B tương tự thôi, ta có được đó là 2x trừ cho 5 nhân cho 3x cộng 6 bằng 0. Như vậy thì ta sẽ làm gì? 2x trừ 5 ta cho bằng 0 đi. Hoặc 3x cộng 6 ta cũng cho bằng 0. Rồi, tương tự giải 2x trừ 5 bằng 0. Thế 2x trừ 5 bằng 0 thì có phải là gì? 2x sẽ bằng 5. Chúng ta dùng quy tắc chuyển vế. Và x sẽ bằng 5 phần 2. Tiếp tục, ta có được, ta giải tiếp tục 3x cộng 6 bằng 0. Đây, ta giải cái thứ hai nha. Rồi, thì ở đây là gì? 3x bằng âm 6. Dương từ bên trái chuyển sang bên phải là âm. Tiếp tục, x sẽ bằng gì? Âm 6 phần 3. Và chúng ta rút gọn và tối giản đi, nó là gì? Âm 6 chia 3 là âm 2. Ok ha. Chúng ta kết luận vậy, nghiệm của phương trình là x bằng 5 phần 2 và x bằng âm 2. Ok ha. Rồi, chúng ta xong câu A, câu B. Thầy xóa bảng nha, để làm câu C và câu D ha. Đó, mình giải y chang thôi các em. Phương trình tích hết mà. Cách giải của nó là 1. Còn các em không thì các em hoặc cũng được. Hoặc cái này hoặc cái kia. Nhưng mà như vậy thì nó chen chen chút chút thì nó cũng hơi khó chịu chút thôi. 2 phần 3 x trừ 1 nhân cho 1 phần 2 x cộng 3 bằng 0.
Tương tự ta lấy cái đầu tiên ta cho bằng 0, tức là 2 phần 3 x trừ 1 bằng 0, hoặc 1 phần 2 x cộng 3 bằng 0. Rồi, giải 2 phần 3 x trừ 1 bằng 0. Chỗ này ta giữ 2 phần 3 x bên trái, âm 1 từ bên trái thì chuyển sang bên phải là dương. Rồi, x của chúng ta sẽ bằng gì? Lấy phải chia cho trái, đúng không? Bên này nhân, qua đây sẽ là chia. Như vậy 1 chia cho 2 phần 3, mà 1 chia 2 phần 3 tức là 3 phần 2. Tiếp tục giải 1 phần 2x cộng 3 bằng 0. Vậy ta sẽ có được 1 phần 2x chuyển qua bên này là âm 3, dương 3 chuyển qua đây là âm 3. Tiếp tục x sẽ bằng âm 3 chia cho 1 phần 2, mà âm 3 chia 1 phần 2 thì sẽ bằng gì? Âm 3 nhân cho 2 phần 1, đúng không? Mà nhân 2 phần 1 thì kết quả sẽ bằng âm 6. Rồi, chúng ta kết luận. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 3 phần 2 và x bằng âm 6. Rồi, được không các em? Câu D. Hai phẩy năm t trừ cho 7,5 nhân 0,2 t cộng cho 5 bằng 0. Đầu tiên ta cũng làm tương tự, đó là 2,5 t trừ cho 7,5 bằng 0, hoặc 0,2 t cộng 5 bằng 0. Giải 2,5t trừ 7,5 bằng 0. Đó, ta chuyển vế, trừ 7,5 ta chuyển qua bên này là thành dương 7,5. T của chúng ta sẽ bằng gì? Ở đây nhân, qua đây sẽ là chia, tức là 7,5 chia cho 2,5. Mà 7,5 chia 2,5 được bao nhiêu các em? Được 3, đúng không nào? Tiếp tục giải 0,2t cộng cho 5 bằng 0. 0,2t bằng âm 5. Dương 5 ta chuyển qua bên này là âm 5. Như vậy thì mình sẽ có được gì? Âm 5 chia cho 0,2. Như vậy t của chúng ta sẽ bằng gì? Âm 5 chia cho 0,2. Mà âm 5 chia 0,2 bằng bao nhiêu? Âm 25. Đúng chưa? Rồi. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 3 và x bằng âm 25. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài 1. Tiếp tục mình đến với bài số 2. Rồi, các em quan sát bài số 2. Chưa cắm cái bảng. Giải các phương trình. Ở đây thì các em để ý nè, đó là chúng ta lại quay trở về việc mà đặt nhân tử chung với lại nhóm hàng tử.
và cũng như là hàng đẳng thức của năm lớp 8 ấy các em. À, câu A thầy ghi là đề bài. Ở đây có phải là chúng ta có x trừ 4 và x trừ 4 giống nhau, ta mang x trừ 4 ra ngoài. Mang x trừ 4 đi thì còn lại là 3x. Và mang x trừ 4 đi thì còn lại là cộng 7 và bằng 0. Và đây chúng ta cho x trừ 4 bằng 0 hoặc 3x cộng 7 bằng 0. Cái này thì chúng ta giải y chang như bài số 1 em, nhưng mà chúng ta phải biến đổi thì khi đó ta mới giải được. Đầu tiên đó là thầy giải x trừ 4 bằng 0. X trừ 4 bằng 0 thì ta chuyển cái âm 4 từ bên trái sang bên phải thì sẽ là dương 4. Tiếp tục ta giải 3x cộng 7 bằng 0. Mình cứ lần lượt mình giải thôi các em. Chúng ta có hai cái đúng không? À, nhưng mà thì chỗ này giữ 3x bên trái, chuyển số dương 7 qua thì thành 7. Và x của chúng ta bằng âm 7 phần 3. Chúng ta kết luận vậy nghiệm của phương trình là x bằng 4 và x bằng âm 7 phần 3. Đó, tương tự như vậy thì làm câu C thôi. Câu B ha. Sorry. À, thầy ghi là đề bài câu B. 5x nhân cho x cộng 6 trừ cho 2x trừ cho 12 và bằng 0. À, chỗ này thầy ghi lại đó là 5x nhân cho x cộng 6. Ở đây các em nhìn thấy nè, chỗ này thầy lấy trừ 2 ra ngoài làm nhân tử chung. Khi đã lấy trừ với 2 rồi thì còn lại là x đúng không nào? À, chỗ này là mình có trừ 12, trừ 12 mình lấy trừ 2 rồi còn lại là cộng 6 và bằng 0. Đấy. Nhiều em thì sợ sai, chúng ta nhân ngược trở lại. Trừ 2 nhân x là trừ 2x này. Trừ 2 nhân cho cộng 6 là trừ 12. Rồi tới đây thì y chang câu A, x cộng 6 và y cộng 6 giống nhau, ta mang x ra ngoài làm nhân tử chung. Mà còn lại đó là 5x trừ 2 bằng 0. Vậy thì ta lấy x cộng 6 ta cho bằng 0 hoặc năm x trừ 2 bằng 0. Ta giải đầu tiên, giải x cộng 6 bằng 0. Vậy x của chúng ta sẽ bằng gì? Mình chuyển dương qua bên phải là âm 6. Tiếp tục, giải 5x trừ 2 bằng 0. Thì chúng ta sẽ có được đó là 5x bằng 2. Âm chuyển sang bên phải là dương. Đó, và x của chúng ta sẽ bằng gì? 2 phần 5. Vậy, nghiệm của phương trình là x bằng âm 6 và x bằng 2 phần 5. Ok ha. À, thì xóa câu A ha, lấy bảng làm câu B. Câu C. Rồi, câu C. X mũ 2 trừ cho x trừ cho 5 x trừ 5 bằng 0. Ở chỗ này thì dễ rồi. Ở đầu tiên là ta lấy x ra ngoài làm nhân tử chung. Lấy x ra ngoài làm nhân tử chung thì có phải là còn lại là x và trừ cho 1 đúng không nào? Đây ha, ta lấy cái cộng đầu tiên này nè các em. X mũ 2
lấy x đi còn x. Chỗ này trừ cho x mà mình lấy x đi thì còn lại là 1. Cái này các em học nhuần nhuyễn trong lớp 8 rồi, đúng chưa? Rồi, chỗ này ta lấy 5 ra ngoài làm nhân tử chung thì còn lại là x trừ 1 bằng 0. Tương tự, ta mang x trừ 1 ra ngoài và nhân cho x trừ 5 bằng 0. Thế thì ta có x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 5 bằng 0. Tất cả những cái này chúng ta đều giải theo phương trình tích cả. Rồi, ta giải x trừ 1 bằng 0, như vậy thì x sẽ bằng 1. Tiếp tục giải x trừ 5 bằng 0 thì x sẽ bằng gì? Dương 5. Được không nào? X trừ 1 bằng 0, ta chuyển trừ 1 qua bên này là 1. X trừ 5 bằng 0 chuyển qua đây là bằng dương 5. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 1 và x bằng 5. Rồi, tiếp tục câu D. Chúng ta có 3x trừ cho 2 tất cả mũ 2 trừ cho x cộng 6 mũ 2 bằng 0. Cái này thì chúng ta sẽ áp dụng hàm lần thức, đó là a mũ 2 trừ cho b mũ 2. Thầy ghi cái công thức ha. A mũ 2 trừ cho b mũ 2 thì chính là bằng a trừ b nhân cho a cộng b. A trừ b nhân a cộng b. Rồi, như vậy thì a của chúng ta là nguyên cả cộng này luôn này các em, 3x trừ 2. Đúng không? Tại vì là 3x trừ 2 tất cả mũ 2 trừ cho x cộng 6 tất cả mũ 2. Như vậy thì cái cộng đầu tiên là chính là a và cộng phía sau sẽ là b. Thế thì chúng ta sẽ có được đó là gì? A trừ b. Tức là 3x trừ 2 trừ cho x cộng 6. Nhân cho. Đây chính là a này, trừ b này. Mở ngoặc đóng ngoặc luôn cho nó rõ ràng. Nhân cho a cộng b tức là 3x trừ 2 cộng cho x cộng 6 bằng 0. Rồi, chỗ này chúng ta bỏ mặt tròn bên trong đi thì ta có được đó là gì? 3x trừ 2. Chỗ này dấu trừ đứng đằng trước dấu ngoặc, khi bỏ ngoặc phải đổi dấu, đó chính là trừ x và trừ 6. Tiếp tục 3x trừ 2 cộng x cộng 6. Dấu cộng đứng đằng trước thì chúng ta không thay đổi các em. Và cái này bằng 0. Rồi ta rút gọn bên trong ngoặc đi. 3x mà trừ x thì sẽ là 2x. Trừ 2 với trừ 6 thì sẽ là trừ 8. Nhân cho 3x cộng x là 4x. Trừ 2 với trừ cộng 6 là cộng 4 và cái này bằng 0. Rồi tương tự đó là 2x trừ 8 chúng ta cho bằng 0 hoặc 4x cộng 4 ta cho bằng 0. Đấy, mình lấy cái thứ nhất này mình cho bằng 0, rồi lấy cái thứ hai mình cho bằng 0 thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi giải 2x trừ 8 bằng 0. Như vậy thì sẽ là 2x sẽ bằng dương 8, chuyển vế ha. Và x của chúng ta sẽ bằng 8 chia 2 và bằng 4. Tiếp tục ta giải 4x cộng 4 bằng 0. 4x của chúng ta chuyển qua sẽ bằng trừ 4 và x của chúng ta sẽ bằng gì? Trừ 4 chia 4 và bằng âm 1 trừ 1. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 4 và x bằng âm 1. Ok ha.
Rồi, như vậy thì ta xong bài số 2. Tiếp tục mình đến với bài số 3. Rồi, chỗ này thầy nói thêm chút nha, đó là các em giải thêm như sách giáo khoa cũng được, thì cứ hoặc như vậy thầy giải xuống thôi. Và kết luận đó là vậy, phương trình có hai nghiệm, đó là x bằng 1 và x bằng 5 cũng được. Đấy, chứ thật ra là mình là lớp 9 rồi các em, đây là cái cách giải nào nó cũng ok hết á. Rồi, miễn sao là các em biết làm là được, đúng không nào? Chứ không phải là cấp 1 đâu mà nó khác một tí là các em bảo là ồ chỗ đó là không đúng, mà là không hợp lý ha. Rồi, tiếp tục bài số 3, đó là bài giải phương trình x cộng 5 phần x trừ 3 cộng cho 2 bằng 2 phần x trừ 3. Nhưng mà thì ở đây thì chắc chắn rồi, chúng ta phải làm gì các em? Đi tìm điều kiện xác định, sau đó chúng ta quy đồng và khử mẫu. Vậy thì chúng ta có được cái x trừ 3, đúng không? Và x trừ 3. Như vậy thì mẫu là cơ bản là bên trái và bên phải giống nhau rồi. Và thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm cái gì? Điều kiện xác định. Điều kiện xác định thì các em nhớ cho thầy một câu, đó là gì? Đó là mẫu khác không. Nhớ giùm thầy ha, điều kiện xác định là mẫu khác không. Như vậy thì ta có được gì? X trừ 3 khác không. Và chỗ này ta giải ra, ta cũng chuyển vế bình thường, đó là gì? Âm 3 chuyển qua bên phải sẽ là dương 3. Như vậy x khác 3. Thì đó chính là điều kiện xác định. Được không các em? Rồi, ok. Rồi, bây giờ ta quy đồng. Như vậy thì x cộng 5 mẫu là x trừ 3, chúng ta ghi lại, cộng cho 2. Thì 2 này chính là 2 phần 1 này. Thế thì chúng ta sẽ quy đồng lên. Bằng cách đó làm gì? Tử chúng ta sẽ nhân cho x trừ 3, và mẫu chúng ta sẽ nhân cho x trừ 3. Đấy. Rồi, bên trái của mình, bên phải của mình là 2 phần x trừ 3, thầy ghi lại. Cùng mẫu rồi, chúng ta bỏ mẫu đi, chúng ta giải tử thôi, được không nào? Ghi thêm một cái từ cho nó hay, đó là từ suy ra. Suy ra gì? X cộng 5. Cứ cùng mẫu rồi thì các em bỏ mẫu đi các em. 2 nhân cho x trừ 3 và bằng 2. Rồi, x cộng 5 thầy ghi lại, được không nào? 2 nhân x là 2x, 2 nhân trừ 3 là trừ 6 và bằng 2. Đó, tới đây thì ta giải như một bài phương trình bình thường thôi, giải phương trình bình thường. 2x cộng cho 1x là 3x. Số là chuyển sang bên phải, 2 này. Dương 5 chuyển qua bên này là âm 5. Âm 6 chuyển qua bên kia là dương 6. Như vậy thì sẽ có là 3x bằng. Chỗ này, 2 trừ 5 là trừ 3, trừ 3 cộng 6 là bằng 3. Mà 3x bằng 3 thì x sẽ bằng 3 chia 3, tức là bằng 1. Và x bằng 1 thì chúng ta xem cái điều kiện xác định này có thỏa mãn không. Rõ ràng là thỏa mãn DKXD, đúng không nào? Thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy nghiệm của phương trình của phương trình là x sẽ bằng 1. Đấy. À, chỗ này thầy nói lại một tí xíu. Đó là bước đầu tiên các em phải đi tìm điều kiện xác định. Bước thứ hai thì các em quy đồng. Đây là x trừ 3 này. X trừ 3. Như vậy thì chúng ta xác định được mẫu chung của mình là mẫu thức chung là x trừ 3. Thì chỗ này thầy ghi lại. Tại vì nó đạt mẫu thức chung rồi. Chỗ này 2 tức là 2 phần 1. Tử mẫu nhân cho x trừ 3. Chỗ này nhân cho chỗ này chúng ta cùng ghi lại. Suy ra khi nó đã cùng mẫu rồi, mình bỏ cái mẫu đi các em, gọi là khử mẫu đấy. Đấy, chúng ta ghi lại cái tử thôi. Ok ha. Nhớ là đến cuối cùng nè, khi mình giải xong thì mình phải xem thử có thỏa mãn hay là không thỏa mãn nha. Đấy. Cái chỗ này mà gì, nó là khác cái số ở trên này thì nó thỏa mãn điều kiện. Còn ví dụ như là nó giống cái số trên này thì nó không thỏa mãn điều kiện xác định. Thế thôi. Ok. Rồi thầy xóa câu A nha. Các bạn làm câu B đó. Ba x cộng 5 phần x cộng 1 cộng cho 2 phần x bằng 3. Rồi, tương tự chúng ta cùng tìm điều kiện xác định.
À, vậy thì mình có mẫu thứ nhất đó là x cộng 1, mẫu thứ hai đó là x. À, thế thì mình sẽ cho gì? X cộng 1 khác 0. Mà x cộng 1 khác 0 thì có phải x sẽ khác gì? Âm 1. Đúng không nào? À, như vậy ta có được điều kiện thứ nhất, x khác âm 1. Điều kiện thứ hai đó là gì? X khác 0, mẫu khác 0. Rồi. Và bây giờ ta quy đồng. Thế x cộng 1, bên này là x. Thế thì chỗ này sẽ thiếu gì? Tử và mẫu thiếu x. Như vậy là 3x cộng 5 nhân cho x phần x cộng 1 nhân x cộng. Ở đây tử mẫu sẽ thiếu x cộng 1. Như vậy là 2 nhân cho x cộng 1 phần x nhân x cộng 1. Bên này 3 tức là 3 phần 1. Như vậy thì tử mẫu thiếu x cộng 1 luôn, x nhân x cộng 1 luôn. Tức là 3x nhân cho x cộng 1 phần x nhân cho x cộng 1. Em nhớ ha, những cái số mà đứng một mình như thế này thì nó luôn luôn có mẫu là 1 nha các em. Rồi, ở đây cùng mẫu rồi, suy ra. Ta ghi cái tử lại thôi. Đó là gì? 3x nè, nhân luôn được thì càng tốt. Nhân luôn ha. À, nhân đơn thức và đa thức. 3x nhân cho x là 3x mũ 2. 5 nhân x là dương 5x. Tương tự, 2 nhân x là 2x. 2 nhân 1 là 2 bằng 3x nhân x là 3x mũ 2. 3x cộng 1, 7 nhân 1 đó là 3x. Rồi, x chúng ta chuyển hết sang bên trái đi. 3x mũ 2 này cộng cho 5x này cộng cho 2x. Chuyển cái này qua là trừ 3x mũ 2. Chuyển cái này qua là trừ 3x. Số thì chỉ có duy nhất số 2, chuyển qua bên phải là âm 2. Rồi, bây giờ ta rút gọn. 3x mũ 2 trừ 3x mũ 2 bằng 0. 5x cộng cho 2x là 7. 7 trừ cho 3 là 4. Bằng trừ 2. X của chúng ta sẽ bằng gì? Trừ 2 phần 4. Và rút gọn về tối giản đó là âm 1 phần 2. À, mình xem thử có giống ở bên trên không? Không này. Không này. Như vậy thì chỗ này sẽ là thỏa mãn DKXD. Vậy. Nghiệm của phương trình là x bằng âm 1 phần 2. Ok ha. Rồi, tương tự ta đến với câu C. Để xóa bảng nha. X cộng 3 phần x trừ 2 cộng cho x cộng 2 phần x trừ 3 mà bằng 2. Thế thì ở đây ta có mẫu đó là gì? Là x trừ 2 và mẫu là x cộng 3. Thì chắc chắn đó là gì? Mình lấy mẫu thức chung là hai cái nhân lại với nhau. Và thì điều kiện xác định x trừ 2 khác 0 thì có phải là x sẽ khác 2 không các em? Rồi x trừ 3 khác 0 thì có phải là x sẽ khác 3 đúng không? Đấy. À, bây giờ ta quy đồng. Như vậy thì mình có được gì? X cộng 3. Mẫu này sẽ thiếu x trừ 3 nên là tử mẫu ta nhân x trừ 3 phần x trừ 2 x trừ 3 cộng phân thức này tử mẫu sẽ thiếu x trừ 2, như vậy thì ta sẽ nhân cho x trừ 2
Rồi, 2 tức là 2 phần 1. Như vậy thì tử sẽ thiếu gì? X trừ 2 và x trừ 3. Thiếu cả mẫu chung luôn. Mẫu sẽ thiếu x trừ 2 và x trừ 3. Nhớ là tử nhân gì mẫu nhân đó là được. Suy ra gì nào? Ta xử lý tử thôi. Mẫu mình bỏ đi, đúng không nào? Thế x cộng 3 với x trừ 3 thì nó chính là hàng đẳng thức. X mũ 2 trừ cho 3 mũ 2. X cộng 2 với lại x trừ 2 thì nó chính là hàng đẳng thức. Đó là gì? X mũ 2 trừ cho 2 mũ 2. Còn bạn nào mà chúng ta chậm quá, chúng ta lấy đa thức nhân với đa thức cũng được. Thì nhiều em là tới đây là lấy đa thức nhân đa thức à. Thì nó dài hơn thôi, nhưng nó vẫn đúng. Rồi bên này ta làm lần lượt. Lấy đơn thức này này, nhân với các cộng này trước. 2 nhân x là 2x. 2 nhân cho trừ 2 là trừ 4. Ta đóng ngoặc lại. Rồi ta nhân tiếp cho các cộng phía sau. Nhớ ha, mình cứ làm lần lượt. Lấy đơn thức nhân đa thức trước, được cái kết quả. Ta đóng ngoặc lại, ta nhân cho cộng phía sau. Rồi chỗ này là x mũ 2 trừ cho 3 mũ 2 là trừ 9. Cộng cho x mũ 2 trừ cho 2 mũ 2 là 4. Bên này đa thức nhân đa thức. 2x nhân cho x thì sẽ là 2x mũ 2. 2x nhân trừ 3 là trừ 6x. Trừ 4 nhân x sẽ là trừ 4x. Trừ 4 nhân trừ 3 là cộng cho 12. Bạn nào mà quên đơn thức, đa thức nhân với đa thức á, thì các em xem lại trong năm lớp 8 ha. Trong của thầy có video đấy các em. Rồi, x thầy chuyển hết sang bên trái. X mũ 2 cộng x mũ 2 đây này. Rồi, chuyển cái này qua trừ 2x mũ 2. Tiếp tục trừ 6 chuyển qua bên này là cộng 6. Trừ 4 chuyển qua là cộng 4 bằng. Bên này ta có dương 12 thầy ghi lại. Đó, chỗ này là âm 9, chuyển qua bên này là dương 9. Chỗ này âm 4, chuyển qua đây là dương 4. X mũ 2 cộng x mũ 2 là bằng 2x mũ 2, trừ 2x mũ 2 là bằng 0. 6x cộng cho 4x là 10x. 12 cộng 9 là 21, 21 cộng 4 là 25. Vậy thì x của chúng ta sẽ bằng gì? 25 phần 10. Trên dưới rút gọn cho 5 thì ta có được đó là 5 phần 2. À, đối chiếu với điều kiện xác định như vậy thì rõ ràng sẽ là thỏa mãn. Để cái đẹp. Vậy nghiệm của phương trình là x bằng 5 phần 2. Ok ha. Đó, ta xong câu C. Tương tự như vậy, ta làm câu D. Để xóa bảng ha. X cộng 2 phần x trừ 2 trừ cho trừ 2 phần x cộng 2 và bằng 16 phần x mũ 2 trừ 4. Rồi, ở đây thì chúng ta đi tìm cái mẫu thức chung trước. Như vậy thì mình có x trừ 2 nè, với x cộng 2 thì nó chính là hàng đẳng thức a mũ 2 trừ b mũ 2, đúng không? A trừ b nhân a cộng b. Như vậy thì nó là đây rồi. Tại vì ta có được gì? X mũ 2 trừ 4 thì nó sẽ chính là x mũ 2 trừ cho 2 mũ 2. Mà x mũ 2 trừ 2 mũ 2 tức là gì? A trừ B và A cộng B. Đúng không nào? Đấy. Như vậy thì cái này đặt mẫu thức chung rồi. Vậy điều kiện xác định của chúng ta chính là gì? X trừ 2 khác 0 và x cộng 2 khác 0. Chính là gì? X trừ 2 khác 0 và x cộng 2 khác 0.
Vậy x trừ 2 mà khác 0 á, thì x sẽ khác gì? Dương 2. X cộng 2 khác 0 thì x sẽ khác âm 2. Chịu phép quá. Ok ha. Rồi, bây giờ ta tiến hành quy đồng. Thế mình xác định được mẫu thức chung là x trừ 2 và x cộng 2 rồi. Thế thì phân thức thứ nhất sẽ tử mẫu sẽ thiếu x cộng 2. X cộng 2 nhân cho x cộng 2. Rồi, cho này là x trừ 2 nhân x cộng 2. Tiếp tục, tử mẫu cũng sẽ thiếu gì? Có x cộng 2 rồi, mẫu x cộng 2 rồi, tử mẫu sẽ thiếu x trừ 2. Tử thì nhân x trừ 2. Mẫu thì nhân cho x trừ 2. Bằng, à chỗ này là 16 ha. 16 phần x trừ 2 nhân x cộng 2. Thầy dùng thước cho đẹp. À, ok. Vậy thì đã cùng mẫu rồi, chúng ta bỏ mẫu đi. Ở đây mình nhân bằng đơn thức, đa thức với đa thức, hoặc là các em sử dụng hàng đơn thức cũng được, cái nào cũng được ha. À, đây thầy dùng đa thức nhân đa thức. X nhân x là x mũ 2. Cộng cho x nhân 2 là 2x. Tiếp tục 2 nhân x là 2x. Và 2 nhân 2 là 4. Chỗ này có dấu trừ đứng đằng trước nên thầy mở ngoặc. X nhân x sẽ là x mũ 2. X nhân cho trừ 2 là trừ 2x. Trừ 2 nhân x là trừ 2x. Trừ 2 nhân trừ 2 là dương 4. Bên này bằng 16. Rồi ok. Nhưng mà chỗ này là ta có được gì? X mũ 2. 2x cộng cho 2x là cộng cho 4x nè. Cộng 4. Ta bỏ ngoặc đi, như vậy sẽ là trừ x mũ 2. Đổi dấu tất cả trong ngoặc lại nha các em. Như vậy sẽ là gì? Cộng 2x, cộng 2x và trừ 4 bằng 16. À, bây giờ ta rút gọn thôi. X mũ 2 trừ x mũ 2 là bằng 0. 4x cộng cho 2x là 6x. 6x cộng cho 2x là 8x. Bằng 16. Số 4 trừ cho 4 là bằng 0 rồi, đúng không? Như vậy thì coi như bên trái là ta rút gọn hết rồi đấy. Ta nói lại này, x mũ 2 này trừ x mũ 2 là bằng 0 này. 4 trừ 4 là bằng 0 này. Như vậy là chỉ còn 4x cộng 2x là 6x cộng cho 2x là 8x. Và x sẽ bằng gì? 16 chia cho 8 thế x sẽ bằng 2, đúng không nào? Là x bằng 2. Thế bây giờ mình nhìn lên đây giống không? Giống này các em. Như vậy khi mà nó giống số với nhau á, đây, khi mà nó giống với nhau á thì nó sẽ không thỏa mãn. Như vậy thì chỗ này sẽ là 0 thỏa mãn DK XD. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Vô nghiệm tức là nó không có nghiệm. Tại vì khi ta giải ra được cái nghiệm này á, thì ta loại mất rồi, không thỏa mãn mất rồi. Ok ha. Rồi như vậy thì ta xong bài số 3. Tiếp tục mình đến với bài số 4. Rồi các em quan sát bài số 4. Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 60 km. Đây là khoảng cách từ A đến B ha, mà nó cách nhau là 60 km, tức là quãng đường AB là dài 60 km các em. Sau 1 giờ 40 phút, trên cùng một quãng đường đó, một xe máy cũng đi từ A đến B và đến sớm hơn xe đạp 1 giờ. Tính T
tốc độ của mỗi xe, biết rằng tốc độ của xe máy gấp 3 lần tốc độ của xe đạp. Và bài toán này là giải bài toán bằng cách lập phương trình, đúng không nào? Như vậy thì đầu tiên đề bài hỏi gì thì chúng ta gọi đó. Đề bài hỏi là gì? Tính tốc độ của mỗi xe. Như vậy thầy gọi x đơn vị km trên giờ là vận tốc của xe đạp. Và điều kiện của x á, thì x thầy cho lớn hơn 0, vận tốc phải lớn hơn 0. Tiếp tục, thế thì chúng ta có được gì? Vận tốc của xe máy gấp 3 lần vận tốc của xe đạp. Như vậy thì 3x thì vận tốc của xe máy là 3x và đơn vị là km trên giờ. Rồi, thế bây giờ chúng ta có được gì? Một người đi xe đạp từ A đến B và cách nhau đó là 60 km. Thế thì thời gian xe đạp đi từ A đến B là, à, như vậy thì thời gian là T nó sẽ bằng gì? S trên V. Ghi sơ công thức cho các em dễ nắm. S tức là quãng đường, mà quãng đường là 60. V tức là vận tốc, chúng ta đã gọi là x rồi. Thế thì đơn vị của thời gian là giờ. Được không nào? Tiếp tục. Thời gian xe máy đi từ A đến B thì công thức bằng y chang ở trên này thôi. Như vậy thì thời gian xe máy đi từ A đến B cũng bằng quãng đường chia cho vận tốc. Mà quãng đường sẽ là gì? Cũng từ A đến B cũng là 60, vận tốc là 3x. Rút gọn, 60 chia 3 là được 20, như vậy sẽ là 20 phần x. Đơn vị là giờ. À, bây giờ ta đổi cái 1 giờ 40 phút này sang cái giờ luôn rồi đã này. Đầu tiên nó là thay đổi. 1 giờ 40 phút thì sẽ bằng, à, ta lấy cái 40 đó ta chia cho 60 thì bằng 2/3, 2/3 mà cộng cho 1 thì bằng 3/3 là 5/3, đúng không? 5/3 giờ. Thầy nói lại ha, 40 này các em đem chia cho 60, sau đó các em cộng với 1 là được. Đây, cái đổi giờ nè. Thì các em lấy 40 phút đó, các em chia cho 60, sau đó các em cộng cho 1 giờ. Là nó sẽ ra 5/3. Ok. Rồi tiếp tục, vì xe máy đến sớm hơn xe đạp 1 giờ. Nên ta có phương trình. Đây ha, một xe máy cũng đi sớm hơn xe đạp 1 giờ. À, vì xe máy xuất phát sau và đến sớm hơn xe đạp 1 giờ nên ta có phương trình. Thế mình có được gì? Cái thời gian của xe đạp đi trừ cho thời gian của xe máy đi, và nó chính bằng gì? Cái thời gian của xe đạp cộng cho thời gian của xe máy. Đúng không? Nè, đến sớm hơn 1 giờ nè. Đúng chưa? Rồi, như vậy bây giờ ta quy đồng lên. Thế thì chỗ này ta sẽ có được gì? Mình 60 này, rồi trừ cho 60x mà trừ cho 20x thì chỗ này là ra 40x này, 40 phần x này, bằng chỗ này chúng ta có 5/3 cộng cho 1
1 là 3 phần 3 nhưng mà thì cộng ra chỗ này được 8 phần 3. Bây giờ ta quy đồng lên, đó là 40 thầy sẽ nhân cho 3 và dưới thầy cũng nhân cho 3. Mẫu là x, mẫu bên này là 3, thế thì tử mẫu thầy nhân cho 3. Bên này tử mẫu thầy nhân cho x, như vậy sẽ là 8x phần 3x. Rồi, như vậy thì suy ra 40 nhân 3 là 12, là 120 cho 8x. Vậy từ đây ta có x sẽ bằng gì? 120 chia cho 8 thì kết quả là bằng 15. Vậy 15 thì rõ ràng nó thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 0. Như vậy đây ta sẽ có được là gì? Thỏa mãn điều kiện mà ta đã gọi x là vận tốc của xe đạp. Như vậy thì vậy vận tốc xe đạp là 15 km/h. Vận tốc xe máy là 3 nhân x tức là 3 nhân 15 và bằng 45 km/h. Ok. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài số 4. Tiếp tục ta đến với bài số 5. Là các quan sát bài số 5. Một xí nghiệp dự định chia đều 12.600.000 đồng để thưởng cho các công nhân tham gia hội thao nhân ngày thành lập xí nghiệp. Khi đến ngày hội thao chỉ có 80% số công nhân tham gia, vì thế mỗi người tham gia hội thao được nhận thêm 105.000 đồng. Tính số công nhân dự định tham gia lúc đầu. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Tính gì thì mình gọi đó thôi, đúng không nào? Để ta gọi x đơn vị là công nhân là số công nhân dự định tham gia lúc đầu. Điều kiện thì chắc là cái số người nó phải như thế nào, lớn hơn không, đúng không nào? Và thuộc n, nên là chỗ này thầy lấy là x thuộc n sao luôn. Rồi, thế thì bây giờ ta có được gì? Số tiền thưởng của mỗi công nhân mà gọi là dự định ban đầu á, thì có phải là ban đầu chúng ta có 12.600.000 đồng, đúng không nào? Ta chia đều cho mỗi người, nên là thầy sẽ có được cái số tiền thưởng dự định. Tiền thưởng dự định của mỗi công nhân là chúng ta có 12.600.000 và dự ban đầu là gì? Dự định là x công nhân. Như vậy thì mình lấy tổng số tiền mình chia cho tổng số công nhân dự định thì mình sẽ ra được là số tiền mỗi người. Ví dụ như là giả sử như là thầy có là 100.000 mà ban đầu là có 5 công nhân, thế thì có phải là thầy lấy 100.000 mà thầy chia cho 5 công nhân, đúng không? Đấy. Thì tương tự như vậy, ban đầu là chúng ta có dự định là 12.600.000 đồng và chúng ta có cái số công nhân mà dự định tham gia là x thì chúng ta sẽ chia ra. Đấy, và chỗ này thì mỗi công nhân sẽ được 12.600.000 đồng phần x. Rồi, số công nhân thực tế. Số công nhân tham gia thực tế. Nhưng mà thực tế là chỉ tham gia bao nhiêu? 80% à. Như vậy sẽ là gì? 80% x. Và kết quả chỗ này ta tính là luôn bằng 0,8 x. Đơn vị là công nhân hoặc là người cũng được.
Tiếp tục, thế thì mình có sẽ số tiền thưởng sẽ là bao nhiêu? Số tiền thưởng thực tế thì mình sẽ lấy 12 triệu 600 nghìn đồng này, mình chia cho số công nhân tham dự trực tiếp. Vậy thì số tiền thưởng của mỗi công nhân thực tế là sẽ lấy tổng số tiền là 12 triệu 600 nghìn đồng, ta chia cho 0,8x, mà chỗ này cái bấm máy tính sẽ bằng bao nhiêu ha, 12 triệu 600 nghìn đồng mà chia cho 0,8 thì kết quả sẽ là 15 triệu 750 nghìn đồng phần x, đơn vị là đồng. Rồi, như vậy thì đây chính là cái số tiền thưởng thực tế mà mỗi công nhân sẽ nhận được. Đấy. Và thì rõ ràng cái số tiền thưởng của mỗi công nhân thực tế nó tăng lên đúng không? Mà tăng bao nhiêu? Tăng 105.000 đồng. Thế thì theo đề bài ta có phương trình, ta lấy cái số tiền thực tế này, ta trừ cho mỗi công nhân dự định, số tiền của mỗi công nhân dự định thì nó sẽ bằng 105.000 đồng. Theo đề bài ta có phương trình. Rồi, số tiền của mỗi công nhân thực tế đó là 15 triệu 750 nghìn phần x trừ cho số tiền của mỗi công nhân dự định 12 triệu 600 nghìn và bằng kết quả đó là gì? 105 nghìn. Ok ha. Rồi bây giờ ta trừ nè. Ở đây là cùng mẫu rồi, lấy tử trừ tử. Như vậy thì mình có 15, 7, 50. Ta bỏ đi 3 số 0, ta bấm cho dễ. Lát nữa ta thêm vô sau. 12, 6, 0, 0. Như vậy thì ở đây sẽ là gì? 3 triệu 150 nghìn. Đấy, thêm 3 số 0 vô. Và phần x bằng 105 nghìn. Ở đây thầy quy đồng luôn, thì tử thầy nhân cho x, mẫu thầy nhân cho x. Rồi, cùng mẫu rồi, ta khử mẫu đi. Như vậy sẽ là 3 triệu 150 nghìn bằng 105 nghìn x. Thế từ đây ta có x sẽ bằng gì? 3 triệu 150 nghìn chia cho 105 nghìn. Bạn nào mà xác định cái đơn vị đồng thì nó nghìn đồng thì nó dễ hơn, nhưng mà thôi thì làm theo đề bài. Bỏ bớt 3 số 0 đi, lát mình thêm vô sau. Như vậy thì x sẽ bằng gì? 30 đúng không? Ok. Như vậy thì cái số người mà tham dự ban đầu, số công nhân mà tham dự ban đầu chính là 30 người. Ở chỗ này là thỏa mãn. Điều kiện. Vậy số công nhân tham dự ban đầu là 30 người. Ở chỗ này các em bỏ số 0 đi, các em bấm nha. Còn nếu bạn nào mà không ok thì các bạn cứ nhập hết số 0 vào. Thật ra người ta nhập số 0 vào nó dài thêm thôi các em, chứ chả được gì đâu, tại vì nó vẫn rút gọn cho mình đó mà. Đấy, vẫn vậy thôi. Ok ha. Rồi, như vậy thì ta xong bài số 5, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 2, phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.